Trợ lý Vũ Linh bị mỉa mai, cạn tàu giáo máng vì đòi lại bàn thờ. Cô Sáu và Hồng Loan lời qua tiếng lại. Tưởng rằng sau đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình sẽ hòa thuận êm ấm để cố nghệ sĩ được yên lòng nhắm mắt. Thế nhưng cũng chỉ vì hai chữ tiền bạc của cải mà những người thân lại ganh ghét đấu đá lẫn nhau. Trong câu chuyện lần này, Hồng Loan con gái của Vũ Linh được khán giả bênh vực hơn cả vì nhiều người cho rằng cô đã bị mẹ con cô Sáu Hồng Nhung Hồng Phượng chèn ép. Không biết có phải vì ganh ghét hay không mà mới đây, cô Sáu Hồng Nhung, chú Bảy Tiểu Linh và một số người hàng xóm đã lên tiếng tố Hồng Loan đuổi Kim Nga, trợ lý ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời, ra khỏi nhà. Theo lời kể, Hồng Loan nhờ công an kiểm tra hộ khẩu và đuổi Kim Nga đi trong đêm, khiến gia đình vô cùng bức xúc. Khi mọi chuyện vẫn đang trong giai đoạn ngờ vực thì mới nhất, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video minh oan cho Hồng Loan. Trong clip, Hồng Loan nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng với người từng chăm sóc cho ba mình, chứ không hề có chuyện đuổi như lời cô Sáu Hồng Nhung nói. Hồng Loan tâm tình với Kim Nga rằng, thôi thì ba em cũng mất rồi, chị cũng còn ba mẹ chị, cũng còn gia đình. Chị nên về phụ gia đình chị, lo cho ba mẹ chị. Chứ giờ chị ở đây rồi, ba mẹ chị không ai lo. Cứ như vậy đi. Nghe chia sẻ của Hồng Loan, trợ lý của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng đáp lại. Đáng lý con cũng đi lâu rồi nhưng Loan nói, chị biết tình ý ba nên ở lại phụ cùng 49 ngày cho ba em. Con cũng tính cùng 49 ngày con đi, nhưng giờ kéo đến 100 ngày. Con định sau 100 ngày là con đi, con về nhà con cũng có nhà có cửa mà. Sau khi đoạn video được đăng tải, dân tình một lần nữa thể hiện sự phẫn nộ với các em của cố nghệ sĩ Vũ Linh khi họ cố tình dựng chuyện để hủy hoại danh dự cháu mình. Ai ngờ khán giả lại đứng về phía Hồng Loan, ngay cả trước khi clip này được tung ra, con gái ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng không hề có hành động gì quá đáng hay xúc phạm người từng thân cận với ba mình. Ngược lại, đưa ra quan điểm hoàn toàn hợp tình hợp lý, vì Kim Nga vẫn còn ba mẹ nên chuyện về nhà chăm sóc cho phụ huynh không có gì đáng chê trách. Chị Loan nói nhỏ nhẹ vậy đó mà bà Sáu nói đuổi. Người ta nói đúng, tình cảm với chú Vũ Linh mọi người ghi nhận, nhưng nếu chị còn gia đình, cha mẹ thì về làm tròn đạo hiếu của người làm con. Chia sẻ lan rộng ra, Hồng Loan nói nhỏ nhẹ vậy mà nói là đuổi. Loan nói chuyện lịch sự nhỏ nhẹ, ủng hộ Hồng Loan. Dân mạng để lại bình luận. Trong một đoạn video khác, khi Hồng Loan và trợ lý của ba xảy ra tranh cãi, Kim Nga nói một câu với cô Sáu Hồng Nhung, cũng đang có mặt tại đó, khiến dân tình càng thêm phẫn nộ. Cái bàn thờ con mua, con dinh cái bàn đi nha. Ngoài ra mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh dọn đồ của trợ lý cũng được lan truyền. Theo đó, không chỉ bàn thờ, Kim Nga còn mang tủ lạnh, quạt máy, bàn tủ rời khỏi nhà cố nghệ sĩ Vũ Linh. Càng theo dõi vụ việc, càng nhiều người ủng hộ cho Hồng Loan và mong cô sẽ lấy lại công bằng cho chính mình khi bị cả gia đình chèn ép. Dân mạng bức xúc, Vũ Luân nói quá đúng, không có lửa làm sao có khói. Còn về ngôi nhà, đây là tài sản mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại nên Hồng Loan, con hợp pháp của ông, có quyền quyết định ai đi ai ở. Người ta đã cạn tàu trước thì mình cũng giáo máng thôi. Được biết, bên cạnh cháu gái Hồng Phượng, con gái Hồng Loan, Kim Nga là người bên cạnh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho đến giây phút cuối đời. Gia đình ông Hoàng Hồ Quảng xem người trợ lý như thành viên trong gia đình, khẳng định không ai chăm Vũ Linh tốt bằng chị Nga.